tử vi thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 âm lịch ngày mậu dần tháng kỷ dậu năm nhâm dần. Xung ngày, canh thân, giáp thân xung tháng, tân mão. Ất mão thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn một Tuổi tí ngày 22 tháng 9 năm 2022 chính tài nâng đỡ tình hình tài lộc của người tuổi tí có nhiều khởi sắc bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần bạn vẫn sẽ có của ăn của đề tuy nhiên bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần bạn vẫn sẽ có của ăn của đề tuy nhiên bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện không giấu giếm bất cứ điều gì nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. Hai, tuổi sửu ngày 22 tháng 9 năm 2022 kiếp tài gây rối, người tuổi sửu có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực song khi đối diện với khó khăn bạn không nên quá nhanh nhảu thực hiện những hành động không đúng mực hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xé ra to mộc khác thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ tí, dậu hợi. 3, tuổi dần ngày 22 tháng 9 năm 2022 thiên quan giáng họa, người tuổi dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường tuy nhiên dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh bởi nếu kích động hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra bạn nên tin rằng chỉ cần bình tĩnh thì mọi việc đều có cách giải quyết của nó xem ngày tốt xấu theo trực trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành di chuyển khai trương vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp và gặp được nhiều điều thuận lợi giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường xanh rêu trắng quý nhân phù trợ mão ngọ tuất 4 tuổi mão ngày 22 tháng 9 năm 2022 nhờ tam hội trợ giúp người tuổi mão có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại. Đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai. Bói tử vi trực tuyến tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, đen quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Nam, tuổi thìn ngày 22 tháng 9 năm 2022 mộc khắc thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi thìn khó mà bình yên. Dù vợ chồng bạn chỉ mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ chuyện bé xé ra to. Khi xích mích nổ ra, cả bạn và người ấy đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử gây tổn thương cho đối phương. Trong sự nghiệp, do có tỷ kiên tác động nên bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp, đôi bên đều cứng đầu không ai chịu nhường nhau. Nếu cứ giữ nguyên hiện trạng này, rất có thể đôi bên sẽ rơi vào cục diện bế tắc, không giải quyết được công việc. Giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ tí, dần thân 6. Tuổi tỵ ngày 22 tháng 9 năm 2022 người tuổi tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Tốt nhất bản mệnh hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể chi phối. Để có thể hạn chế rắc rối, bản mệnh nên tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận những lúc bị vu oan bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người mình kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả mọi người mộc sinh hỏa may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa vì thế nếu gặp khó khăn hãy yên tâm tâm sự với người ấy cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn giờ tốt một giờ ba giờ màu sắc cắt tường tím hồng quý nhân phù trợ ngọ mùi thân bảy tuổi ngọ ngày 22 tháng 9 năm 2022 tam hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi ngọ bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy. Mộc Sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, Bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Giờ tốt 19 giờ 12 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tuổi mùi ngày 22 tháng 9 năm 2022 mộc khắc thổ, người tuổi mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ dù còn độc thân đi chăng nữa bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người tránh để giang tin theo lời tán tỉnh của người khác đặc biệt với những người đã lập gia đình bạn càng cần phải biết giữ mình trước khi buông thả bản thân hãy nghĩ đến người thân đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và làm ảnh hưởng đến con đường tiến thân của mình kiếp tài ảnh hưởng khiến cho bản mệnh có thể hành động mù quáng, thiếu lý trí. Thậm chí là liều lĩnh trong công việc. Dù có tính tình thẳng thắn nhưng bạn lại không suy nghĩ kỹ càng, dễ tin theo những lời suối bẩy của người ngoài. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, ghi. Nâu no quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tuổi thân ngày 22 tháng 9 năm 2022 người tuổi thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện tương xung. Nếu đã cố gắng rất nhiều thì bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân đừng để tình cảm lứa đôi dần dạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Giờ tốt 23 giờ 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, bạch kim quý nhân phù trợ tị, dậu tuất. 10. Tuổi dậu ngày 22 tháng 9 năm 2022 tử vi 12 con giáp hôm nay nói thương quan tác động khiến người tuổi dậu vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn. Bản mệnh có thể cảm thấy chán nản, Muốn từ bỏ công việc mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại như vậy, Nhất là trong tình huống hiện giờ, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Đừng để những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý. Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc, xám quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11, tuổi tuất ngày 22 tháng 9 năm 2022 tỷ kiên gây rối người tuổi tuất dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi. Nếu có kế hoạch gì muốn thực hiện trong ngày thứ năm, bạn cũng nên suy tính thật kỹ càng chứ không nên hành động một cách mù quáng thiếu lý trí hãy thử xin ý kiến của những người đi trước xem sao bạn sẽ có nước đi đúng đắn hơn mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy lắng nghe người ấy biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai giờ tốt, 1 giờ, 3 giờ màu sắc cắt tường, nâu, đỏ quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Mười hai, tuổi hợi ngày 22 tháng 9 năm 2022 nhị hợp giúp người tuổi hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ để lại cho bạn những bài học hữu ích trong công việc sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên hãy tiếp tục cố gắng luôn ở trong tư thế sẵn sàng rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân thủy sinh mộc quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, trắng. Xanh ra trời quý nhân phù trợ tí, mão, mùi.